Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là chiếc Samsung Galaxy Z7 Bright, chiếc main Samsung Galaxy Z7 Bright bị rơi vào nước, rỉ hết các chân, đang chờ thay mới tại di động cao cấp .vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp .vn đang đơn vị cung cấp tất cả các link phụ kiện trên điện thoại Samsung Galaxy Z7 Bright nói chung và phần bảng main của Samsung Galaxy Z7 Bright nói riêng thay mới các bạn khi cần. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần bảng main, đến main của Samsung Galaxy Z7 Bright lỗi hỏng, cần địa chỉ thay mới. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy Z7 Bright. Main Samsung Galaxy Z7 Bright thay mới với các bạn khi cần. Tùy theo từng di động cao cấp .vn đã có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cách tháo lắp thay mới main cho Samsung Galaxy Z7 Bright. Và video này di động cao cấp .vn không nói về cách tháo lắp thay mới main cho Samsung Galaxy Z7 Bright mà chỉ giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới main cho Samsung Z7 Bright đang thực hiện tại di động cao cấp .vn. Câu hỏi đầu tiên là tôi ở xa, tôi muốn thay main cho Samsung Galaxy Z7 Bright có được hay không và làm như nào? Hoàn toàn được, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, chúng tôi sẽ chuyển main Samsung Galaxy Z7 Bright đến tận chỉ hai yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Khi tôi thay main cho Samsung Galaxy Z7 Bright thì có được bảo hành hay không và được bảo hành bao lâu? Được bảo hành 3 đến 16 tháng, tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn chọn lựa, mặc định thay xong được bảo hành 3 tháng, còn nhiều hơn lên tới 18 tháng thì quý vị các bạn mua thêm gói bảo hành. Khi tôi thay main cho Samsung Galaxy Z7 Bright thì có ảnh hưởng đến các linh kiện khác hay không? Thì với câu hỏi này thì chúng tôi sẽ phải kiểm tra cụ thể tình trạng máy quý vị các bạn, xem tình trạng máy nó như nào để có câu trả lời chính xác nhất. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới main cho Samsung Galaxy Z7 Bright. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới main cho Samsung Galaxy Z7 Bright, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn tư vấn cụ thể chi tiết hơn cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy Z7 Bright hàng đầu hiện nay.